Chào tất cả các bạn. Nếu mà nhìn cái cặp này thì chắc anh em đoán cái siêu phẩm gì bên trong chiếc cặp này. Đây là một chiếc cặp chính hãng của dòng Dell Alienware. Các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ thể hiện ngay rõ từ bên ngoài. Rất nặng luôn. Các bạn có thể nhìn thấy cái cặp làm chất từ những cái logo Alienware đã in ở đằng sau hoặc trên túi sách. Cái này ram hết các thứ xong này. Đây. Bây giờ mình sẽ mở giới thiệu cái cặp và trong máy của chiếc máy cho các bạn xem. Đây các bạn có thể thấy cái ngăn của nó. Cặp này trên thị trường thì giá bán nó khoảng 3 triệu. Các bạn có thể nhìn thấy các ngăn nó làm rất là rộng. Đậm chất Alienware. Máy thì thường chúng ta sẽ để ở cái ngăn này. Và nó có rất nhiều ngăn. Đây. Ngăn bên này đều làm rất là rộng, chắc chắn. Chúng ta có thể để cả điện thoại iPhone, iPad các thứ ở bên trong luôn. Nói chung sách một chiếc cặp này thì các game thủ có thể mang bất kỳ thứ gì bên trong. Nói thế cho vui thôi. Còn chiếc này thì mình sách từ bên kia về thì nó có cả cặp. Bạn nào mà sở hữu máy thì mình sẽ tặng luôn cái cặp này. Rất hời rồi các bạn. Đây các bạn có thể thấy hình thức chiếc 17R3. Các bạn lưu ý đây là form 2016 nha các bạn nhé. Đây không phải là form mới. Và trên phiên bản này nó đang chạy chiếc cạc RTX 980 Series 9 với dung lượng 4GB. Máy nó sẽ nổi bật từ bên ngoài. Các bạn có thể nhìn thấy cái lớp vỏ của nó đậm chất gaming và các giải đèn chúng ta có thể điều chỉnh được, từ những giải đèn bàn phím rồi phím chữ Tupac và kể cả đằng trước. Cái màn hình 17 inch và nó trang bị vi xử lý khá là mạnh, chúng ta sẽ đầy đủ và chiến kể những cái tựa game hot trên thị trường, chẳng hạn như PUBG đang rất là hot trên thị trường. Các bạn có thể nhìn thấy cái bàn phím của dòng Alienware thì nó rất là rộng như này. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái dãy phím của dòng Alienware, nó làm rất là to, rộng và rất là rõ ràng. Các bạn chú ý là những dòng led phím này chúng ta có thể điều chỉnh màu theo tùy ý. Có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh qua một cái phần mềm, nó còn gọi là Command Center. Tí thì mình sẽ giới thiệu cái tính năng này cho các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh kể cả những cái touchpad chuột như này. Phím của Alienware gõ thì chắc chắn là khỏi phải chê rồi. Cái dãy phím bấm rất là rộng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cấu hình của chiếc này cho các bạn. Trên máy nó được trang bị vi xử lý Core i7-6700 và RAM đang trang bị là 16GB. Dòng này thì có khả năng mở rộng nâng cấp tối đa lên 32GB RAM. Còn màn hình của em này thì 17,3 inch với độ phân giải Full HD 60Hz. Còn cặp màn hình của nó thì các bạn có thể thấy là cặp màn hình Series 9 980M. 980 thì nó sẽ có hai dòng 4GB và 8GB, thì các bạn có thể nhìn rõ đây là bộ nhớ gốc của nó là 4GB này, có thể mở rộng bằng RAM lên 8GB và cao nhất lên 12GB. Nếu mà chúng ta có thể cắm RAM lên 32GB thì nó mở rộng thoải mái lên 16GB cạc được, có nghĩa là sẽ hỗ trợ các bạn chơi game và làm đồ họa rất là tốt. Ổ cứng thì mình sẽ vào đây kiểm tra các bạn luôn. Con này thì nó chạy sẵn hai ổ cứng, các bạn có thể nhìn thấy cái phân vùng gốc nó còn gọi là recovery, có nghĩa là chạy hệ điều hành trên này thì là ổ SSD 256GB và với dung lượng ổ 1TB nữa, rất là thoải mái các bạn làm việc. Bên trong nó chạy chiếc PM951 của Samsung này, chuẩn SSD LVMe, các bạn biết là chuẩn LVMe tốc độ ổ cứng thì nó nhanh hơn cái ổ cứng bình thường rất là nhiều, và một cái ổ cứng Hitachi. Đây là cạc màn hình thì các bạn vào đây, nó sẽ chạy hai cạc này, một cái Graphics 530 và cạc 980. Lấy ý tưởng thiết kế từ những tàu vũ trụ và nó được trang bị rất nhiều giải led xung quanh viên, nhìn rất là đẹp. Máy có nền đen làm chủ đạo và các viền màu này thì chúng ta đều hoàn toàn có thể thay đổi được, từ cái màu bàn phím, màu tun chuột đến những cái màu logo và kể cả logo đằng sau đầu này, mình có thể thay màu theo chúng ta sở thích của chúng ta. Đây, mời anh em xem một vòng. Với một thiết kế vô cùng hầm hố, đèn led nổi bật thì anh em mà có dùng cái phiên bản này thì chúng ta ngồi bất cứ đâu cũng rất là nổi bật.
hai sườn đèn này, mình rất là thích. Logo nổi bật đó là chiếc đầu lâu Alienware. Mình sẽ giới thiệu qua các cổng kết nối của chiếc Dell Alienware phiên bản năm 2016 này. Anh em có thể thấy mặt sau của nó thì chỉ có duy nhất có một cái cổng gọi là HDMI thôi, và thêm một cái cổng này mình cũng chưa tìm hiểu là cổng gì đây, và hai cái ốc tản nhiệt. Còn bên dưới của máy đây thì thiết kế cũng hoàn toàn là thông minh với hai quạt tản nhiệt hai bên. Bên tay phải mình đây thì có con đầu độc thẻ này, anh em có thể thấy là nó được trang bị cổng mới, đó là cổng USB-C với tốc độ kết nối còn là rất là cao, và cổng USB 3.0 cổng LAN. Hiện nay cổng USB-C thì tốc độ truyền tải dữ liệu của nó lên đến 40 Gb một giây. Và bên tay trái thì có hai cổng USB 3.0, cổng mic và cổng phone, và thêm lỗ sạc. Đằng trước thì không có cổng gì cả. Anh em có thể nhìn thấy cái mặt trên của máy đây, với màn hình phân giải khủng lên đến 4K thì cái màu sắc của nó thì bật lên, chúng ta nhìn nó rất là sống động rồi. Bàn phím của Alienware truyền thống với những phím bấm to rộng như này, và có tích hợp chống tràn xung quanh này để chúng ta sử dụng bấm rất là sướng. Với khả năng trải nghiệm game và các đồ họa thì bấm những bàn phím này Alienware hiện nay vẫn chưa có đối thủ. Với một bàn phím được trang bị tấm nền LED bên dưới có thể tự thay đổi được. Anh em có thể thấy là mình đang ở chế độ tự đổi màu này, nó nhìn nó rất là đẹp này. Anh em có thể thấy là mình đã test thử một đoạn video 4K với khung hình 60fps. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh hoạt động rất là mượt mà, tái tạo hình ảnh trung thực. Hiện nay màn hình với độ phân giải 4K thì vẫn là cao nhất trên một chiếc màn hình 17 inch. Với độ sáng 318 nit thì Dell Alienware 17R3 đánh bại tất cả các đối thủ như là của MSI, Acer hay là Asus. Thiết bị cũng đứng đầu trong danh sách chất lượng màu với giải màu sRGB đạt mức 173,5%. Với con số này là hoàn toàn khủng khiếp so với những cái dòng máy bình thường. Mình sẽ thay đổi cái góc nhìn của cái màn hình này cho anh em xem. Đây anh em nhìn thấy là giải màu nó quá là ấn tượng. Đây góc nhìn 90 độ chúng ta vẫn nhìn thấy cái hình ảnh hiển thị các màu sắc và cái độ sáng của nó không hề bị suy giảm. Với một cái màn hình ở phân giải 4K và độ sáng lên đến hơn 300 nit và giải màu cũng rất là cao thì Alienware hiện nay vẫn chưa có đối thủ xứng tầm. Đây, chúng ta có thể nhìn nó tái tạo màu đỏ này. Ok. Các bạn có thể thấy là mình đang chuẩn bị test bằng phần mềm Fullmax. Mình đã thiết lập ở cái độ phân giải màn hình 4K, có nghĩa là cao nhất để test chiếc cạc này. Đây là một phần mềm chuyên nghiệp để cho anh em test cái cạc Vega đồ họa cho các con dòng laptop hoặc là trên các dòng PC để anh em có thể cài phần mềm này để test được. Anh em nhìn thấy là hoạt động cái hình ảnh của nó vô cùng mượt mà, còn đối với những cái máy mà cấu hình yếu thì cái này nó giật không chạy nổi luôn. Cái điều thông số tôi muốn nhắc anh em đó là cái nhiệt độ cái GPU này, anh em phải theo dõi cái biểu đồ này của nó này. Thì thường chúng ta test cái máy khoảng 5-10 phút ở cái này thì là chính xác nhất. Nhiệt độ trung bình của cái dòng máy để chúng ta chơi game thì nó khoảng dưới 80 độ, còn trên 80 độ máy nó chạy sẽ có hiện tượng giật lag và nó không hết tốc độ của cái máy nhé anh em nhé. Đây anh em thấy là nhiệt độ của nó đang ở mức 65 độ C. Và quạt bắt đầu có rú. Alienware vẫn được đánh giá là cái tản nhiệt của nó gần như là tốt nhất thế giới. Mà tôi thấy đa số những cái dòng Alienware thì nó cồng kềnh, mà cái quạt của nó nếu mà hoạt động hiệu năng cao cũng kêu khá là to. Nó không nhỏ như cái dòng ThinkPad. Dòng ThinkPad thì thường cái hiệu năng của cái quạt nó chạy nó êm ái hơn. Anh em có thể là FPS của nó đang ở 61 đây. Quá là ấn tượng. Mình đã test được 5 phút ở chế độ hoạt động 4K và FPS của nó khoảng là 61. Anh em thấy là một cái thông số hoàn toàn ấn tượng và nhiệt độ của nó đang ở mức 69 độ C. Hoàn toàn ở mức cho phép. Với một cái cạc đồ họa như này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi các game, các tựa game hot như là Dota này hoặc GTA 5 chơi ở mức Mastering và có thể sử dụng đồ họa chẳng hạn như đồ họa 3D có thể render trên một chiếc máy này hoàn toàn hợp lý.
Mình sẽ lên kiểm tra cái bảng xếp hạng của chiếc cạc RTX 980M và cái thông số của nó. Anh em có thể thấy là bảng xếp hạng của nó khá là cao và nó đứng sau cạc RTX 1070. Đây là chiếc cạc RTX 980 laptop này, anh em có thể thấy này. Đứng trên của nó thì vẫn có RTX 980 cho máy PC. Và thua cạc 980 SLI, SLI có nghĩa là cạc nhân đôi, cái này dung lượng 16GB thì mình không nói rồi. Và thua cái cạc P5000 và đằng trước của nó là cạc 1070 và cạc 980T. Còn đây là thông số của chiếc cạc đây, Tuấn quay gần để nhìn này. Anh em có thể thấy là dung lượng bộ nhớ của nó 8GB DDR5, 256 bit. Và các điểm chấm các anh em có thể tìm hiểu ở bên dưới này. Các phần mềm chấm các điểm của nó này, benchmark các anh em có thể thấy này. Ở mức có 40.1 FPS này. Các phần mềm trên trang này nó rất là đầy đủ, chúng ta có 3D Max này anh em có thể thấy này. Điểm của nó là 8190 này, 8914 này. Đây là các tựa game thì nó ở bên dưới đây, anh em có thể tự tìm hiểu này. Các loại game này. Đây các điểm FPS những cái game hot nhất trên thế giới thì nó đều có thông số này. Tôi thấy là anh em hay chơi cái game Ultimate Quad thì mình xem tìm hiểu xem cái này Ultimate Quad nó đang ở bao nhiêu. Đây game Dota 2 này. Nó chơi độ phân giải màn hình 4K thì điểm FPS của nó là 18.9 này. Còn chơi cái độ phân giải màn hình trung bình 1920 thì của nó là 45.5 FPS này. Một thông số khá là ấn tượng này. Đây còn FIFA là FIFA 3 này, anh em có thể thấy độ phân giải Full HD của nó là 29.3 FPS. Còn màn 4K thì nó chơi được 12 FPS còn khá là thấp này. Hầu hết những cái tựa game bây giờ nó cũng chưa thiết kế được cái để chơi cái độ phân giải màn hình 4K. Đây là cái game hot mà tôi thấy anh em hay chơi nhiều này, Open Web này. Chơi màn hình Full HD thì điểm FPS của nó thì nó dao động từ 75.1 này, cao nhất là 87.3 FPS này. Và độ phân giải 4K thì nó chơi 47.3. Thế anh em có thể tham khảo cái thông số của chiếc cạc này hoàn toàn là ok. Tổng quan là những cái thông số mà tớ test từ cái thông số của cái GPU đến hoạt động của CPU hay là màn hình thì thực sự cái Dell Alienware 17G3 phiên bản năm 2016 thì rất là ấn tượng. Với một chiếc máy như này thì với những cái tựa game hot chẳng hạn như PUBG các bạn có thể chơi ở mức khá. Các bạn lưu ý đây là cái cạc series 9 mà các bạn hỏi số lượng 980 thì nó khỏe hơn cái cạc series 10 nào thì mình cũng nói luôn, nó sẽ tương đương với cái cạc 1050T. Đây. Còn nếu mà 1050T thì mà các bạn mua phiên bản i7-7700 của các hãng máy tính bình thường thì nó cũng dao động khoảng 25-26 triệu. Còn một chiếc máy như này sách về Việt Nam thì nó giá bán nó khoảng sát 30 triệu và có tặng kèm thêm cái ba lô như này cho các bạn. Nói chung là đậm chất game thủ, các bạn sẽ không phải một cái giá tiền rất là xứng đáng với các bạn luôn. Với trọng lượng của chiếc máy này nó khoảng hơn 3kg và chúng ta sách thêm một cái ba lô như này nó rất là thoải mái. Còn chương trình giới thiệu sản phẩm của mình thì đây là kết thúc. Còn các bạn mà có những cái câu hỏi gì về máy tính hoặc cần review sản phẩm gì trên tay thì mình sẽ làm một cái video ngắn như này. Cứ vui lòng comment ở bên dưới.